Em này mới lên video 2 giờ trước hồi sáng nha anh em. Có anh khách Đồng Nai đã xuống tiền rồi. Rất là nhanh luôn, nhanh gọn lẹ luôn. Bán lời ít nha anh em, lời mỏng để cho anh em dễ mua đó. Gọi là giao lưu với anh em cuối năm cho nó gọi là may mắn hơn. Bán giao lưu với anh em lợi ích mau. Khách Đồng Nai chốt rồi nha anh em. Rồi bây giờ chuẩn bị lên một em 8 bánh 4 cầu y chang luôn. Một đời với em màu xanh luôn, nhưng mà có cẩu. Rất là đặc biệt. Những con mà vừa cẩu vừa có ben thì rất đặc biệt nha anh em. Hầu như xe thì thường thường nó chỉ có cẩu là cẩu thôi, ben là ben thôi, ít có khi có cẩu và có ben. Rồi con này là vừa cẩu vừa ben luôn. Mà con xe này thì rất là đẹp. Chạy. Chỉnh thắng xe lại. Lại đến giữa luôn.
Rồi, chào anh chị và các bạn ha. Thì hôm nay bên em mới dọn xong cái con xe rù 8 bánh 4 cầu có cẩu có ben này nha anh em. Thì con này mới vừa dọn xong thôi. Mới vừa dọn xong thôi nha anh em. Hàng rất là chắc luôn. Đây, em nhìn máy trước ha. Máy con này anh em chỉ cần nhìn và nghe tiếng nổ thôi là anh em chỉ cần nhìn và nghe tiếng nổ là xuống tiền. Chẳng qua anh em ở xa thôi nha. Còn nếu anh em ở gần chỉ cần tới nhìn cái cục máy và nghe cái tiếng nổ thôi, bảo đảm anh em phải xuống tiền thôi. Tại vì cái cục máy rất là đẹp nha, rất là chắc luôn. Anh em nhìn nè, nó đen như mung. Con này là 18.6 PS nha anh em. 3T72. Hàng rất là VIP. Đây, anh em xem nè. Rồi, nó đen như mung. Đó. Rất là VIP luôn. Chạy bét kim luôn nha. Anh em chỉ cần nổ máy là bực khó là nổ thôi, không cần xong. Rồi để đó, thấy không? Một phát là nổ. Một phát là nổ, không có phát thứ hai luôn. Dòng này tắt luôn. Dòng này là dòng C20 nha anh em, nên là số nó sẽ đồng tốc là 4 tiếng 4 lùi. À, 4 tiếng 4 lùi nha anh em. Anh em chỉ cần gạt cái này tới là chạy tới, gạt lui là chạy lui. Đó, cái này là cần ben. Cần ben nha. Cẩu đây. Cẩu thì cẩu unit, cẩu unit 1 tấn nha anh em. Ra hết cần là 500 kg, vô cần thứ hai là 750 kg và cần cuối cùng là 1 tấn. 3 khúc đẩy ti dài 3m7 ha. Đó, dài 3m7. Có ben luôn nha anh em. Đó, đặc biệt có ben luôn. Rất là VIP. Những con có cẩu thường thường là không có ben ha. Còn con này là có ben luôn. Có ben luôn, hàng rất là VIP. Em thấy không, 8 cái vỏ rin nè. Đó, 8 cái vỏ rin nè, mâm rin. Xe này thì tình trạng đã sơn lại cái thùng và cái cẩu màu đỏ ha. Còn nguyên bản là xe rin hết. Đó, mâm rin, vỏ rin theo xe. Khúc trước này rin hết, không có bù tút gì nha. Nếu mà có bù tút đi nữa thì cũng bên Nhật thôi. Bên em chưa có giảm tút gì cái phần đầu và 8 cái mâm khung sườn. Đó, chỉ có sơn lại phần đít này thôi. Đó, phần đít này nè và cái thùng thôi. Ha anh em ha. Ti rất là bự. Ti mập chát luôn, to đùng, trắng tinh. Mầm. Đặc biệt 8 cái vỏ rin nhìn nó rất là lực nha anh em. Đó, 8 cái vỏ rin nhìn rất là lực luôn, vỏ rất là đẹp. Cẩu này thì anh em điều khiển ngồi bên này ha. Đó, điều khiển bên này. Anh em mà muốn không bước xuống ghế thì về tháo cái gọng này ra là bỏ luôn, ngồi ở đây quay luôn. Đó. Phần máy nè anh em. Em nhìn cục máy là phái, máy rất là đã luôn. Rồi nó đẹp, đèn thui thui lùi luôn. Máy móc cầu số rin hết nha anh em. Xe này thì chạy mới 941 giờ thì quá là chất lượng rồi. Đây là con nè. Này là thắng, này là ga. Dán thêm cái tem ok nữa. Đó, ok nữa. Những cái mã số thông số nó đây anh em. 18.6 PS ha. Đó, trọng tải 2 tấn. Cả xác xe luôn là 3 tấn mấy. Rồi, anh em nào thiện chí liên hệ với bên em ha. Số điện thoại là 0835 585879 0398 68745. Mở thị trấn Thành Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Giá là 100 mấy chục triệu nha. Anh em nào thiện chí thì liên hệ sẽ biết giá chi tiết. Rồi, mến chào, hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo. Cẩu lên hết cần là nha anh em. Con xe này rất là chắc. Anh em nào mua về mà nhìn là thật sự anh em rất là đáng đồng tiền luôn. Nhìn nó rất là chắc chắn, chắc con xe. Tại vì đồ nó nhìn trên xe nó còn liền lắm anh em. Rồi, chào anh em.